Chào mừng các bạn quay trở lại với Rensets. Mình cảm ơn bạn Minh đã cập nhật cho mình cái thông tin của Rensets đã cập nhật lên câu 305 các bạn. Ok, hôm nay ta sẽ bắt đầu từ câu 305 các bạn. Và nhớ là ở đây nó chỉ cập nhật trên phiên bản tiếng Anh thôi, cho nên bạn nào mà chúng ta chơi game này thì chúng ta phải chỉnh sang tiếng Anh các bạn. Thì đầu tiên ở đây chúng ta thấy là gì? Nó yêu cầu chúng ta là cái phù thủy mặc áo màu xanh này phải chiến thắng đó các bạn. Mà hai người này đấu với nhau thì phù thủy bên phải có vẻ như là đang thua đó. Như vậy thì mình sẽ chỉ vuốt lên các bạn ha. Đó, khi các bạn vuốt lên đó thì chúng ta thấy là cái đèn này sẽ rớt xuống và chúng ta sẽ thắng rồi. Bởi vì các bạn thấy là cái mũ phù thủy bên bên tay phải của bên chơi trái chúng ta đó là nó có cái dấu trắng đó các bạn. Ok, mình sẽ nhớ thôi. Ok, tôi không chịu nổi được cái tiếng kêu này đó các bạn. Anh trai đang thổi nè. Như vậy trong những cái game này thì có lẽ mình sẽ, đúng rồi bạn, khi các bạn để ý nè, khi mình ấn mình giữ thì nó sẽ mất cái tiếng nhạc đó các bạn. Như vậy ở đây chúng ta, mình nghĩ là chúng ta nên nhấn giờ và giữ trên cái nắp của cái kèn á. Ok, chính xác. Yes. Ok, hãy chơi những cái thứ nhạc cụ gì khác đi. Đây câu này nó nói đó. Câu 307 các bạn. Ai là người nói sự thật? Ở đây thì cái người thứ nhất nói là một trong số chúng tôi là người nói dối nè. Người thứ hai thì hai trong số chúng tôi là người nói dối nè. Người thứ ba đó là tất cả chúng ta đều nói dối. Và thứ tư đó là tất cả ba trong số chúng tôi là người nói dối. Vậy ai là người nói thật các bạn? Ví dụ mình đặt trường hợp nha. Ở đây các bạn thấy là cái cô nàng ở dưới đây nè, cô nàng miệng rộng nè, nói thật đi, thì đúng là cô ta nói đúng rồi đó, tại ba người này nói dối nè. Nhưng mà trường hợp ví dụ như anh chàng này, anh chàng thứ nhất nói là một trong số chúng tôi là người nói dối, như vậy ba người nói thật thì sao mình chọn, đúng không? Thật ra ở đây là cái một cái câu này thì chúng ta bạn chỉ cần tap thoải mái thôi. Tuy nhiên ở đây các bạn nhìn thấy theo mình nghĩ là cái cô số miệng rộng này các bạn, bởi vì đây là những cái dạng game mẹo cho nên là chúng ta cứ tap thôi. Ok, chính xác luôn. Yes. Cái này nó không có logic đâu các bạn. Nếu các bạn nào thấy logic thì để lại comment, nhưng mình nghĩ nó không có logic đâu. Chúng ta chỉ quan sát và chúng ta tap thôi. Ok, câu 308. Cái trứng nào là trứng thiệt đó các bạn. Raw là trứng thiệt, trứng tươi đó. Ở đây thì chúng ta có thể di chuyển được mấy quả trứng đó các bạn. Thì để biết trứng của chúng ta là nó raw hay không thì chúng ta đó, chúng ta kéo, chúng ta giục xuống thôi. Đó, đây nè. Thì các bạn giục cái trứng thứ ba thì các bạn thấy là nó bể ra. Đó là trứng giống như trứng còn tươi, còn non đó, mới đó các bạn. Ok, câu 309. Cô ấy muốn mái tóc màu purple. Một purple là như là màu tím đó. Nhưng qua đây thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có mấy cái bình bình màu như là đỏ, xanh, vàng thôi. Như vậy thì mình hy vọng là đây chúng ta thấy có thêm cái màu nữa các bạn. Vậy theo các bạn thì chúng ta sẽ pha màu gì để ra được cái màu tím các bạn? Đây mình có màu xanh rồi. No. Làm lộn nha các bạn. Ủa rồi sao? Ở mình thử nhậm. No. Không được, mình phối màu thôi đây. Đây nè, các bạn kéo cái thùng cái màu ở trong trong cái tủ này ra, để vô cái màu đỏ thì chúng ta ra màu tím nè. Đó, mình nhậm cho chúng ta thôi. Purple như màu tím đúng không các bạn? Màu tím là màu tím đúng không các bạn? Rồi, câu 310 thì ở đây nó kêu chúng ta hãy táp theo thứ tự nè. Thứ nhất là chàng trai nè, thứ hai là con thỏ, thứ ba là con chim nè, thứ tư là con lama nè, thứ năm là chicken là con gà các bạn, thứ năm sáu là con mèo. Như vậy trong đây thì chúng ta thấy là nó thiếu cái con gà các bạn. Mình nghĩ là nó trong đây đúng rồi nè. Các bạn kéo cái cục đá ra thì chúng ta thấy con gà. Bây giờ nhiệm vụ là chúng ta nhớ thôi. Như vậy đây mình sẽ nhớ thứ tự táp của mình trước nè. Bụp 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 gà. Ok, mình nhớ rồi. Đó, chúng ta sẽ táp theo thứ tự thôi. Submit. Ok. Hình như là cái đợt Grand Test này mình thấy nó không có mẹo lắm á các bạn. Những cái câu này mình khá quen thuộc luôn. Câu tiếp theo. Đâu là những cái ice cream thật sự các bạn. Ở đây mình nghĩ đây có cái mặt trời nè. Thì có lẽ là mặt trời sẽ đốt nóng cái ice cream đó các bạn. Càng kéo là để ice cream thử.
nếu mà nó chảy ra thì có thể là nó là cái ice cream ấy. À không, đó các bạn kéo theo khi nó chảy ra thì nó mới đúng là cái ice cream thiệt các bạn. Ok, khá là dễ luôn. À, bạn cần phải trộn hai cái thứ này lại. À, khi mình lắc ra mà mình không có đậy lại thì nó sẽ chảy ra các bạn. Như vậy đây các bạn nhớ dùng ngón tay bạn ấn nè, giữ nè, bạn lắc nè. Ok các bạn thấy không? Ok chưa? À, những cái câu này mình thấy khá quen thuộc các bạn, hình như là trong Renault khó rồi các bạn. Bạn nào đã vượt qua hết tất cả các màn của câu này thì hãy lại comment nha. À, mẹ của tôi nấu burrito. Burrito là hình như là cái củ từ của gì đó bạn. Trong 25 phút như vậy bao lâu thì phải nấu? 5 củ. Như vậy thì mình nghĩ là 25 á. Các bạn nào có đáp án khác thì lại comment nha. Ok, 25 đúng không? Ok, here we go. Những cái câu phần này hơi dễ đó các bạn. Hãy ấn cái nút. Nó kêu mình ấn nút mà nó ấn được nè. À, có thể là mình ấn cái chữ chẳng hạn. Không được luôn các bạn. Ngồi qua. Ngồi vô ta. Nó kêu ấn nút. À, có chữ S các bạn. À, tiếng Anh nó chữ S là nhấn nhiều cái nút các bạn. Ok, mình hiểu rồi. Vậy mình ấn hai nút cùng lúc nè. Ồ, cái này nó mẹo nha, chữ tiếng Anh nha các bạn. À, tiếng Việt mình không biết dịch sao, nhưng mà tiếng Anh là buttons, là chúng ta phải ấn hai ngón tay các bạn. Ấn thử coi. Chính xác luôn các bạn, dùng hai ngón tay và ấn cùng lúc các bạn. Ồ, cái này phải học nha. Button này thấy không? Button cái S là nhấn nhiều đó, như vậy ấn hai tay. Câu 315. À, hãy tìm đáp án. Như vậy thì đây mình giải phương trình thôi các bạn. Đây đầu tiên các bạn thấy nè. Trái lê cộng trái cam bằng 10 đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình lấy cái đây nào các bạn, nhìn cái ngón tay các bạn. Mình lấy cái hàng ở dưới cùng mà bằng 13 nè. Mình trừ cho cái hàng trên này, mình giải phương trình thôi. Ở đây khe để mình giải phương trình thôi. Cái này nào không biết thì chúng ta cứ dùng hình nha, nhưng mà mình giải phương trình từ từ thôi, cái này nó cũng sẽ ra thôi. Ok. Mình trừ nha, để này mình tính nè. Cái này thật ra các bạn tính thôi, nó cũng không khó đâu. Ok, để mình chính nha. Ok, như vậy trừ thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng thì táo chúng ta sẽ là 5 các bạn. Táo được 5 thì như vậy. Táo được 5 như vậy thì lê. Lê chúng ta sẽ bằng 2 các bạn. Mà lê bằng 2 thì cam bằng 8. Như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? 5 cộng 2 cộng 8 là 15 các bạn. Chính xác luôn, 15. Yes. Bạn nào mà tính nhanh hơn mình thì lại comment cho mình biết nha các bạn. Ok, mình tính cũng hơi dễ đó. Ủa sao hết rồi? Ok, như vậy thì hôm nay Princess sẽ cập nhật tới 215 các bạn. Cảm ơn bạn Minh đã nhắc cho mình cái này. Còn bạn nào mà thấy game này có cập nhật, các bạn có thể để lại comment để mình sẽ làm những cái đáp án mới cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.